Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Thoát Khám Phá. Thức tỉnh trái quỷ có lẽ là một thứ gì đó vô cùng ghê gớm mà chỉ có một số ít người trong One Piece mới có thể thực hiện được. Và thật may mắn khi mình đã tìm ra được 10 gương mặt vàng trong làng thức tỉnh trái ác quỷ và đem họ bỏ vào video này. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những trái ác quỷ đã được thức tỉnh trong One Piece là những trái ác quỷ nào nhé. Trái ác quỷ của Morgan. Như các bạn đã biết thì người sử dụng trái Zoan có một điểm rất khác biệt, đó chính là sau khi họ thức tỉnh được trái ác quỷ của mình thì họ sẽ sống với hình dạng con thú đó suốt đời mà không có cách nào có thể chuyển hóa lại dạng người như cũ được. Và Morgan tình giật gân là một ví dụ rõ ràng cho việc đó. Sức mạnh của tên này đến từ một loài chim có tên là Albatross, hay còn được biết đến là chim Hải Âu. Chim Hải Âu được biết đến là loài chim có đặc tính di chuyển hiệu quả nhất trong tất cả các loài động vật có xương sống trên hành tinh. Chúng sử dụng vật lý và trọng lực để giúp bay lượn trên bầu trời, và nhờ như thế nên Hải Âu có một sức khỏe rất bền và chắc, cũng giống như tên Morgans này vậy. Và ngoài ra thì vì là một Hải Âu luôn sống gần khu vực biển nên các bạn có thể thấy nơi trú ẩn của tòa soạn của Morgan cũng nằm tít tít ngoài biển khơi xa xôi đấy. Trái bò sữa là một con bò khổng lồ trú ngụ tại nhà tù Impel Down, có tên là Minotaurus, và chắc là các bạn cũng sẽ rất bất ngờ nếu biết rằng đây là một con bò sữa, hay nói đúng hơn là giống bò Holstein, một giống bò chuyên sữa nổi tiếng thế giới, được tạo ra từ thế kỷ thứ 14 ở tỉnh Fulison của Hà Lan. Giống bò này không ngừng cải thiện về phẩm chất, năng suất và hiện nay được phân bố rộng rãi khắp trên toàn thế giới nhờ có khả năng cho sữa cao và cải tạo các giống bò khác theo hướng sữa rất tốt. Cũng chính vì vậy mà các nước thường sử dụng giống bò này thuần chủng để lai tạo với bò địa phương của họ và tạo ra những giống bò sữa khác. Tuy nhiên, nếu đây là một trái ác quỷ hệ bò Holstein thì chắc chắn cặp sừng của tên này là cặp sừng giả rồi, vì giống bò sữa thuần chủng không có sừng trên đầu. Trái gấu Koala cũng là người bạn cai ngục trong Impel Down với Minotaurus. Mino Koala cũng là một kẻ đã từng thức tỉnh trái ác quỷ Okala của hắn. Như các bạn đã biết thì gấu túi là một loài cực kỳ hiền, chỉ ăn lá cây sống qua ngày và không hề gây sự với bất kỳ con vật nào cả. Tuy nhiên, nếu so sánh với gấu túi trong ngục Impel Down thì chúng ta có thể thấy là nó khác xa một trời một vực nhỉ. Tuy nhiên, dù khác đến đâu thì hắn vẫn giữ được bản tính của một con Koala trong người, bao gồm việc nhai lá cây khuynh diệp, một loài lá chỉ có koala mới có thể hấp thụ được, vì lá khuynh diệp có chứa một hàm lượng lớn chất độc, nên nếu không phải là koala thì những sinh vật nào ăn phải nó cũng đều sẽ dính độc và gây nguy hiểm cho cơ thể. Và vì là trái Zoan mang đến cho người dùng sức mạnh của loài vật mà họ sở hữu, nên các bạn có thể thấy là Mino Koala cũng vắt bên hông một đống lá khuynh diệp để có thể ăn từ từ. Trái ngựa vàng, hay nếu đúng hơn là ngựa vàng, được biết qua cái tên Mino Zebra. Hắn chính là một trong những quái thú đem đến những cơn ác mộng tồi tệ nhất trong nhà tù Impel Down. Tuy nhiên, trái ngược với bề ngoài đáng sợ và hung dữ của tên này thì Mino Zebra lại có tính cách nhút nhát như một đứa con nít lớp 1 vậy. Và đặc biệt là tên này cực kỳ sợ Sadie mỗi khi cô tức giận vì nhiệm vụ được giao không hoàn thành, cho nên hắn luôn làm mọi cách để khiến Sadie không trở nên tức giận với hắn. Và trong đó có việc tra tấn và quản lý tù nhân trong Impel Down. Nói về ngựa vàng thì đây là một loài thuộc họ ngựa, nghe hiển nhiên quá nhỉ, sinh sống nhiều ở vùng châu Phi. Và nó không khác gì một con ngựa bình thường, ngoại trừ những vết vằn vện trên lưng của nó. Mà mình thắc mắc là ngựa vằn có vằn đen trên cơ thể trắng hay có vằn trắng trên cơ thể đen nhỉ? Và ngoài ra thì có lẽ Mino Zebra cũng thừa hưởng một chút tính hiền lành của loài động vật này, cho nên hắn mới nhút nhát như vậy đấy. Trái tê giác.
Và quái thú cuối cùng trong ngục Impel Down đã thức tỉnh trái ác quỷ, đây chính là một con tê giác. Và nếu các bạn để ý thì tứ quái của ngục Impel Down mang tiếng đều là những tên man rợ và đáng sợ, nhưng tất cả bốn đứa đều thuộc vào diện ăn chay, cả bốn loài vật này không có con nào ăn thịt cả. Và mặt khác thì ở ngoài tự nhiên, những loài vật này khá hiền lành và thân thiện với con người. Tuy nhiên khi qua tay của tác giả Oda thì những con vật hiền lành này lại trở thành nỗi ám ảnh và đáng sợ to lớn cho đám tù nhân trong ngục Impel Down. Và thực sự là nếu gặp một con trong này ở ngoài đời thì chắc mình cũng vắt giò lên cổ để mà chạy cho lẹ, chứ không dám đứng lại để mà nhìn đâu. Trái ác quỷ chó Chihuahua là thành viên mới nhất trong hội những quái thú khát máu và đáng sợ trong ngục Impel Down. Và chắc chắn là những bạn không xem manga sẽ không biết đến anh chàng đáng yêu này. Trong số những quái thú thì có thể nói đây là loài ăn thịt duy nhất trong các loại quái thú mình kể trên. Tuy nhiên, dù có như thế thì kích thước của loài ăn thịt này lại nhỏ hơn các quái thú trên rất nhiều lần. Thế nhưng với hình ảnh đáng sợ này thì chúng ta có thể đã thấy nó dã man không khác gì đám quái thú còn lại rồi đúng không nhỉ? Và nếu đã xem đến đây thì có lẽ các bạn cũng đã để ý, hầu hết những trái quỷ trong One Piece đã được thức tỉnh, đa số chúng ta đều không biết tên của chúng, cũng như việc chúng đều là những trái quỷ hệ Zoan nhỉ. Trái Gasa là trái quỷ cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có tại ngoại truyện, được sử dụng bởi Douglas Bullet, cho phép người sử dụng có thể điều khiển được những vật vô tri và kết hợp chúng tạo thành một thứ gì đó khủng khiếp hơn. Và sau khi đã được thức tỉnh sức mạnh này, người sử dụng có thể tháo rời và định dạng lại những thứ mà họ muốn, bất kể khoảng cách xa hay gần, và thậm chí là cả môi trường xung quanh. Tuy nhiên đổi lại, người sử dụng cũng phải biết một chút kiến thức về cơ học và hậu quả của việc kết hợp này nếu không muốn gặp những trường hợp đáng tiếc. Trái Ito là loại trái quỷ hệ Paramecia thức tỉnh đầu tiên trong phim, và cũng trong danh sách này xuất hiện tại phần phim Dressrosa sau khi Doflamingo đã dần đi đến hồi kết trong việc trở thành hải tặc của mình, và Luffy chỉ cần một đòn Covery nữa sẽ chấm dứt cuộc chiến. Doflamingo lúc này đã sử dụng đến con bài bí mật của hắn là thứ sức mạnh thức tỉnh của trái Ito Ito và biến mọi thứ xung quanh hắn trở thành một loại tơ đặc biệt có thể được điều khiển theo ý muốn của hắn. Và đặc biệt hơn nữa là hắn có thể biến sợi tơ đó thành tơ bảy màu siêu cứng, hoặc nối nội tạng bên trong cơ thể lại với nhau để trở nên khó chết hơn. Tuy nhiên dù sức mạnh đó có bí mật và lợi hại đến đâu, thì cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng trước sức mạnh áp đảo từ trái Gomu của Luffy mà thôi. Trái Mochi là một trong những kẻ mạnh nhất dưới trướng của tứ hoàng Big Mom và là người có thể chấm dứt chuỗi thắng liên tục của Luffy kể từ lúc đến tầng thế giới, thì việc Katakuri có thể thức tỉnh trái ác quỷ cũng không có gì là khá bất ngờ nhỉ. Và đặc biệt là khi thức tỉnh trái ác quỷ thì nó cũng không khác với sức mạnh của trái Ito là bao. Katakuri cũng có thể khiến những thứ xung quanh anh trở thành Mochi dẻo dẻo để có thể tự do điều khiển và đấm vào mặt đối thủ, tạo hình Mochi thành những nắm đấm khổng lồ có bọc Haki vũ trang và tấn công đối thủ. Và chúng ta cũng có thể thấy là không có một giới hạn nào đối với việc biến mọi thứ trở thành Mochi cả, chỉ cần chất vô cơ thì đều có thể biến thành Mochi dẻo dẻo mà thôi. Trái Guru. Tuy rằng không thể biến tất cả mọi thứ thành vàng giống như hai trái quỷ kia, nhưng thực sự mà nói thì sức mạnh điều khiển vàng của Tesoro cũng lợi hại không kém gì điều khiển Mochi hay tơ cả. Và ngoài ra, vì đã thức tỉnh được trái quỷ này nên Tesoro có thể khiến vàng trở thành bất cứ thứ gì, bất cứ hình dạng gì mà hắn muốn, kể cả hình dạng ban đầu của nó là gì. Hắn có thể hóa lỏng mọi nguồn vàng và tạo hình tùy thích.
Ngoài ra còn có thể triệu hồi được một golem vàng khổng lồ và điều khiển nó theo ý muốn nữa cơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.